Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Easy Frontend và mình là Hậu. Trong video này mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu ông Alias ở trong ZSH nha các bạn nha. Ok, bây giờ mình bắt đầu thôi. Thì ông Alias, ổng là gì các bạn ha? Thì đại loại ổng kiểu giống như là gõ tắt gì đó các bạn, viết tắt gì đó ha. Thì vào trong ZSH các bạn gõ cho mình chữ Alias như thế này, nhấn Enter thì nó ra là một nùi luôn. Thì ý nghĩa là gì? Ví dụ chẳng hạn như là mình nói là cái này đi LSA, thì tức là thay vì mình phải gõ chữ câu lệnh là LS khoảng trắng trừ LAH đi ha, thì mình chỉ cần gõ là LSA. Hoặc là ví dụ như là LS cái này chẳng hạn ha, thì mình chỉ cần gõ chữ LS như thế này là nó hiểu là cái câu lệnh này, được chưa? Câu lệnh này nó sẽ tương ứng với câu lệnh này, được chưa? Rồi bây giờ mình pass vào, mình gõ cái này thì ra tương đương với nhau, được các bạn? Hoặc là bây giờ mình gõ chữ L thì nó sẽ là tương ứng với cái câu lệnh LS trừ LAH này. Đó, được chưa? Thì cái alias này nó sẽ giúp mình là gì các bạn? Gõ lệnh nhanh hơn, với lại mình sẽ đỡ phải nhớ lệnh nhiều hơn, được chưa? Tại vì khi mình dùng trên terminal là mình sẽ phải gõ lệnh rất là nhiều luôn. Ví dụ như là mình có alias, bây giờ mình sẽ lọc lại những cái nào mà của thằng git thôi chẳng hạn. Mình gõ nhầm. Mình thêm phải thêm cái chữ grep vào, grep. Mình muốn chứa những cái thằng với git bool đi. Nó chứa những cái liên quan tới bool thôi. Đó thì nó sẽ là những cái này. Ví dụ mình gọi là GL chính là tương ứng với git bool này. Ví dụ mình vào một cái folder có git nha. Mình dùng Z React App. Z này chắc là để mình nói ở video khác nha các bạn nha. Mình gọi chỉ gọi GL thôi thì tên sẽ tương ứng với cái lệnh chính là git bool. Đấy, thì nếu như mình biết những cái alias này thì mình sẽ đỡ gõ hơn rất là nhiều luôn, thay vì mình phải gõ chữ git bool như thế này. Được chưa? Và tương tự cho những cái lệnh nó khá là dài á, các bạn sẽ là gì các bạn? Cố gắng mình tạo ra những cái alias để mình gõ đỡ cực hơn các bạn ha. Ví dụ alias grep bool đi ha. Thì ví dụ chẳng hạn như bạn có một cái lệnh dài như thế này, được chưa? Hoặc là tương tự cho cái thằng git push chẳng hạn, bạn sẽ có một cái câu lệnh là grep phần push đi ha. Push thì bạn sẽ có một cái câu lệnh là gì? Git push get đây. Ví dụ git push set upstream origin, rồi cái nhánh hiện tại chẳng hạn, đó đúng không? Thì mỗi lần mà bạn phải gõ một cái câu này khá là dài, ví dụ cái tên này master thì nó sẽ là master develop, chứ là develop chẳng hạn, thì mình chỉ cần gõ là gì, gb sub là xong, gb sub đó, quá gọn đúng không các bạn? Như vậy là gì, alias nó sẽ giúp mình là gì các bạn, đỡ phải nhớ những câu lệnh dài nè là thứ nhất, cái thứ hai là đỡ gõ nè, gõ nhanh hơn đúng không? Thứ hai nữa là gì các bạn, nhiều khi mình quên lệnh á thì cũng đỡ đúng không, khỏi mất công phải nhớ những câu lệnh dài thòn lòn rồi đó. Thứ ba nữa là gì, mình có thể là tạo ra những cái custom alias của mình. Ví dụ chẳng hạn như mình muốn có một cái alias nó mang tên là hello đi ha. Ví dụ hello, mình muốn là khi mà có cái mình gọi cái lệnh là ví dụ hello hậu đi, thì nó sẽ là in ra cái câu là xin chào ai đó ha. Nhưng mà khi mà muốn in ra cái chữ xin chào thì mình phải dùng cái lệnh là echo ha. Đó, như vậy là nó sẽ in ra cái câu là xin chào rồi một cái gì đó ha. Ví dụ đây mình sẽ nói là hello hậu đi ha, nó sẽ ra là xin chào hậu. Đơn giản ha, cú pháp rất là đơn giản. Ví dụ mình gọi chữ alias nè, rồi cái comment mình muốn nè, sau đó là bằng, rồi sau đó là một cái ngoặc kép, trong đó là sẽ là chứa cái câu lệnh mình muốn chạy, được chưa? Viết tắt ha. Thay thế thì thật chắc là nó sẽ chạy như thế này nè, nó sẽ chạy tương ứng là echo xin chào hậu đó. Thật chắc là nó sẽ biến thành như thế này ha, hello hậu nó sẽ biến thành là echo xin chào hậu như thế này đó, được không? Thế này các bạn đi trang các bạn ha. Nhưng có một cái sự thật đau lòng là nếu như các bạn mà dùng kiểu alias như thế này á, thì sau khi tại vì khi mà bạn đặt alias ngay trên comment thế này nó chỉ là tạm thời thôi. Sau khi bạn thoát ha, bạn mở lại cái terminal cho mình, mở lại terminal cho mình, thì lúc này bạn sẽ dùng chữ cái comment hello này nè, nó sẽ không còn hiểu nữa. Đấy, các bạn thấy nó không có hiểu nữa. Vậy có cách nào mà bạn muốn là mình muốn thêm vào một cái alias mà mình muốn xài hoài luôn đó, đó thì mình sẽ làm như thế nào? Thì có hai cách. Một là bạn sẽ thêm vào cái file zshrc, tức là file này, ví dụ như là .zshrc đã, được chưa? Thì cái này mình sẽ không phải là dùng mình không cd, mà mình sẽ mở cái file này lên, mình dùng vim các bạn ha. Đó thì bạn có hai cách, là bạn sẽ xuống cuối file, được chưa? Xuống cuối file rồi bạn sẽ thao gõ cái lệnh của bạn vào. Ví dụ bạn muốn là thêm cái lệnh hồi nãy nè, ví dụ là hello nè, sau đó mình gọi là echo xin chào gì đấy, rồi mình lưu lại, được chưa? Rồi lúc này mình sẽ load lại cái một á, sau khi bạn sửa cái file mà shrc đi nè, thì bạn có hai cách. Một là bạn gõ là chữ suộc shrc này để nó load lại cái profile, những cái thay đổi của mình. Hai là bạn sẽ tắt terminal này đi và restart lại. Bây giờ mình dùng cách suộc ha. Rồi
sau bây giờ mình sẽ sử dụng cái lệnh là hello hậu lại. Đã có thể là bây giờ đã chạy được chưa? Ngon lành ha các bạn ha. Rồi, cách số 2 nữa, bạn sẽ không thêm vào cái thằng ZHRC này mà mình sẽ vào một cái folder nó mang tên là nó có một cái biến đặt sẵn cho nó là ZH custom folder custom của ZH các bạn ha. Thì ở đây nó sẽ có những cái file là ZH, và trong những cái file này á, bạn có thể tạo ra một cái file ZH riêng cho mình và mình sẽ tạo những cái câu lệnh ở trong đấy. Ví dụ như là mình nói là mình sẽ tạo ra một cái file nó mang tên là myalias.zh đi ha. Đó, sau đó mình sẽ thêm những cái dòng alias của mình vào trong này. Thì ví dụ chẳng hạn như là trong này mình muốn thêm vào cái alias, and ví dụ mình muốn là npm install đi ha, mình sẽ gõ là ni đi chẳng hạn, thì mình sẽ là gõ npm install. Rồi, tương tự mình muốn có một cái alias là ns, nó sẽ tương ứng với là npm start chẳng hạn. Đấy, hoặc là tương ứng alias npm test nhắn tin nt nhắn tin npm test ví dụ vậy, hoặc là alias np thì nó sẽ là ví dụ như là npm build ví dụ vậy ha. Đó, sau đó mình thoát nó ra, lưu lại và thoát nó ra ha. Và lúc này bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái file myalias.zh nằm ở đây nè. Đó, mình có file này rồi ha. Thì nhiệm vụ của mình tiếp theo á là mình sẽ phải suộc cái, bây giờ mình gõ thử cái ni nha, gõ thử ni. Các bạn thấy là nó không có hiểu đúng không? Bây giờ mình sẽ thử suộc lại cái ZHRC này. Đó. Rồi sau đó mình sẽ thử lại ha. Ví dụ bây giờ mình sẽ gõ lại ni nè, ni. Đó, các bạn thấy lúc này nó đã hiểu là nó chỉ là tương ứng với npm start đó các bạn, nó sẽ tương ở lộn vậy. npm install đó các bạn. Đó. Ví dụ như mình gõ npm install nó sẽ ra kết quả tương tự. Ok không các bạn? Hoặc là ví dụ npm start đi ha, tức là mình sẽ gõ ns như thế này. Đó, thì nó sẽ là tương ứng npm start này. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ hiểu tương ứng với cái npm start như thế này nè. Đó, ok ha. Hoặc là npm build, ví dụ như thế này. Đó là npm build ha. Rồi, thì mình có thể đi ra một cái folder git của mình ha, React App nè. Đó, rồi ví dụ mình gọi là npm i, hoặc là npm build, hoặc là npm start gì đó. Ví dụ npm build chẳng hạn là nb ha. Hoặc là npm start là npm s chẳng hạn đó. Ok ha. Đấy, các bạn thấy không? Ngon lành ha. Như vậy là bạn hoàn toàn, và dĩ nhiên ha, khi mà bạn tắt cái thằng ZH này nè, tắt cái terminal này, mở lại nó vẫn còn cho các bạn nha. Ai bây giờ để cho nó chạy cái này xong cái mình tắt cái nè. Đó, nó ra cái gì đó kệ nó ha. Rồi mình stop cái này và mình tắt nó đi, exit nó. Rồi, tắt luôn đi các bạn. Rồi mình mở lại nha. Mình sẽ vào lại cái folder hồi nãy, cái git của mình là cái ví dụ React App của mình hồi nãy ha. Sau đó mình gõ lại ni thử. Yeah, các bạn thấy không? Nó vẫn còn, nó vẫn chạy được ha các bạn ha. Yeah, rất là xịn ha. Như vậy là các bạn biết là alias nó là gì ha. Bạn có thể tìm hiểu thêm về trong cái coi là cái list alias hồi nãy, bạn có thể là những cái alias nào nó hữu ích ha. Rồi sau đó là bạn sử dụng. Thứ hai nữa là bạn hoàn toàn có thể tạo ra những cái alias riêng cho mình. Được chưa? Bằng cách là mình sẽ vào trong cái ZH Custom các bạn ha. Rồi mình sẽ tạo thêm một cái file gì đó ZH, rồi mình gõ những cái lệnh trong đó của mình vào ha. Ví dụ ở đây coi lại cái file myalias của mình ha. Myalias myalias.zh đây, nó sẽ có bốn cái lệnh như thế này. Được chưa? Ok các bạn ha. Rồi, thì hy vọng qua video này các bạn biết cách được là mình có những cái alias, có những cái phím viết tắt để mình gõ có thể là nhanh hơn, gọn hơn, đỡ phải nhớ hơn, đỡ cực hơn ha. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thêm một cái lệnh nữa nha. Ví dụ chẳng hạn như là trong một cái thao tác Z mình qua cái project của mình ha, React App đi ha. Thì ở trong này á, mình hay có một thói quen là bước đầu tiên là mình sẽ check out master nè, được chưa? Sau đó là mình sẽ là git pull và hầu như lúc nào mình cũng muốn làm cái hai cái lệnh này hết trơn, tức là lúc nào nó cũng sẽ làm hai cái mệnh lệnh này. Hoặc là của các bạn sẽ là git check out develop, sau đó là git pull chẳng hạn. Thì mình muốn là tạo ra một cái alias sang quỹ này. Như vậy mình sẽ làm tương tự các bạn ha. Mình sẽ vào trong ZH custom nè. Rồi mình sẽ mở cái file myalias lên. Mình sẽ thêm vào trong cái này, mở cái dòng mới một cái thằng alias, mình gọi nó là git checkout master là git cm, sau đó là bool luôn. Đó. Thì như vậy mình sẽ chạy cái lệnh là git checkout master và mình chạy tiếp cái lệnh là git bool. Đó. Như vậy mình sẽ xài được cái thằng là git cml ha các bạn ha. Lưu lại và thoát ra. Sau đó mình về là cái project React App của mình. Các bạn thấy là Z nó di chuyển qua lại rất là tiện đúng không? Sau bạn thấy gõ nhớ là load cái file profile của thằng ZH lại ha. Rồi xong sau đó là mình sẽ chạy là git cml, nó sẽ tương ứng là git checkout master và git pull. Đấy, các bạn thấy là đầu tiên nó sẽ already on master, tức là git checkout master này, sau đó đang chạy cái lệnh git pull đó. Đó, rất là tiện các bạn ha.
Ok, thì alias rất là tiện, cho nên là nếu như các bạn biết cách cái này, xài cái này thì nó sẽ giúp bạn là tăng tốc cái cách gọi là gõ lệnh và chạy lệnh ở trên chat này ha. Rồi, chúc các bạn thành công và có được những cái alias riêng xịn sò cho riêng mình nha. Ok, xin chào và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha.